Thưa quý vị, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã trao giải thưởng chương trình hóa đơn may mắn quý 1 năm 2023 cho các cá nhân hộ kinh doanh trúng giải, có tổng cộng 9 giải nhất, nhì, ba và 5 giải khuyến khích được trao trong đợt này. Lãnh đạo cục thuế thành phố cho biết chương trình bấm số lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1 năm 2023 có tổng số hơn 1,95 triệu hóa đơn của các cá nhân hộ kinh doanh đủ điều kiện quay thưởng. Điều này cho thấy ngày càng có nhiều cá nhân hộ kinh doanh quan tâm đến việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hóa đơn điện tử, khởi tạo từ máy tính tiền. Tính đến nay, Cục thuế thành phố đã ghi nhận trên 1.900 doanh nghiệp và trên 500 hộ kinh doanh chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Như vậy, quý 2 năm nay sẽ có thêm nhiều người tham gia chương trình hóa đơn may mắn việc triển khai chương trình hóa đơn may mắn của cục thuế thành phố Hồ Chí Minh nhằm khuyến khích thói quen tiêu dùng văn minh, góp phần bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm sự minh bạch công bằng trong hoạt động kinh doanh. Dự kiến trong thời gian tới, chương trình này sẽ được nhân rộng trên phạm vi cả nước.